Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Kìa lá kìa. Harry Maguire. Có gì đây? Nào, lúc nào bắt đầu chạy rồi, chạy rồi. Đúng nhạc luôn này. Có gì đây? Ý 8.000 FC tròn anh em nhá. Đây, 500k được bao nhiêu điểm đúng không? 500k được 1.000 FC đúng không? Cho anh em nhìn nhá. Quay một phát 50 lần anh em nhìn ra 500k được bao nhiêu luôn này. Rồi, 83 điểm. Có 8 điểm ngon nhở. Để tí xem nhá. Hôm tới thì sẽ làm rảnh rảnh cho làm cho mấy anh em cái vlog ở bên Nhật này cho vui. Anh em rảnh rảnh vào bên YouTube có Hải Đăng 24 ủng hộ cho mình xin một đăng ký nhá. Cảm ơn anh em. Anh làm giải đi, ok, dành em giải thôi. Đấy là 709 điểm luôn, còn dư 185 FC. Ok chưa? Vẫn đẹp trai nhá. 8.000 FC chúng ta thu được mốc 700, chủ nick chọn quà nhá. 200k, 200k chẳng biết được mốc bao nhiêu. Thôi, xem được bao nhiêu tiền nhá, mốc 700 nhá. 8.000 FC, mốc 700. Xem thu được bao nhiêu. Sao lại cũng mất 6 củ, sao lại mất 6 củ? Mốc 700 xem thu được tổng bao nhiêu nào. Sợ thật sự. Vãi cả đàn bà là những niềm đau. Mốc 700 thu được 111 tỷ BB tươi. Làm luôn gói đi, tôi chỉ định nôm mồi đi. Thu được 111 tỷ nhá. Này không phải lọc. Mở đi. Mở luôn một lần xem thử anh. Thôi. Mở thế nó không hồi hộp em. Mở thế nó không hồi hộp. Pháo hoa 109 này. Gần mắc chỉ số. 6 gói này luôn. Chứng tỏ là mở 5 điểm nhiều. Mấy gói lẻ mở trước đi. Mấy gói mà dưới 10 gói mở trước. Cho nó dọn chỗ. Kẹp Toti On vào nhá. Kẹp Toti On vào mở. Kẹp Toti On vào mở xem nào. Thấy fan tăng vì tuyển được cầu thủ xịn rồi. Kẹp gói Toti On rồi đấy. 8.000 SC em ơi. Chắc chắn là lửa rồi. Nhưng mà cờ gì thôi. Hà Lan. CB. Van Dijk. Được. Vẫn ngon. Vẫn ngon. Hai con phôi 110. Vẫn bú nha. À, phôi 107, 110 này, 109 này. Khá phôi đấy. Anh em tin tay nhiệt tình cho mình đi. Like hơn tiếng rồi mà giờ mới được có hơn 6k team. 100 ra 109. Mở đỏ hơn này. Mở đi. Gói này ở đâu ra đấy? LH rồi. GK. Hennessy. Con này chắc là bán được. Mở đi. Nhạc á, nhạc không up được YouTube. Nhạc up YouTube bị đánh bản quyền. Có gì đây? Có gì? Croatia CM 112 à? Ôi 111 Kovacic ạ. Đen thế. Cho nhầm 70 TT lô mồ à? Thôi cũng được, ra thằng 109 cũng được. Gói này thì dễ mẹ ơi, toang lắm. Chơi đi. Vừa lấy cái lửa rồi, giờ thì sao? Biết ngay mà, lởm rồi. Galinko 108 nhưng không mua, không minh chỉ số. Vẫn lởm. Rô béo tuyển Anh đúng không? Rô béo tuyển Anh. Rồi. Có thêm một phôi 109 nữa. Ôi giời ơi. Có này là mốc bao nhiêu đây? Cáp nhá. Ra cáp đi. Phẩm à. Phẩm đi. Tí gói icon thì cho ra nhạc. Cho nhạc. Harry Mắc Hoài đi. Hôm qua Harry Mắc Hải làm chúng ta xịt kèo Yaratori. E21. Balance. Không phải balance. Con gì đấy? CM. Lại là min chỉ số ạ. Má. Tên đấy nhở. Làm tí nhạc đi. Vào luôn gói icon chỉ định 30 đi. Mày. Nhạc số số á.
Thôi để chuẩn bị nhạc đi bác Hải. Chắc chắn bỏ Excel rồi. Em không lấy Excel đâu đúng không? Bỏ Excel nhá. Cho Pu cạc vào. Cho Pu cạc hay là cho ấy? Pu cạc hay là Doan dục Pu cạc đi. Team Rio nhá, Team Rio là Pu cạc rồi. Cho nhạc Harry Mắc Hải. Vật đi. Vật đi. Kìa lá kìa. Harry Maguire. Có gì đây? Brazil. Kaka. Được. Vẫn được. Vẫn được, vẫn ngon. Vẫn gỡ. À, tưởng ST 61 tỷ. Vẫn gỡ nha. Quá thôi, lằng nhằng quá. Ra luôn Ronaldo này. Mở đi. Nhạc đâu rồi? Nào. Lúc nào bắt đầu chạy rồi, chạy rồi. Đúng nhạc luôn này. Có gì đây? Ý CB Netta Cannavaro. Ui. Ui. Được thế nhở? Quả nhà uy tín thế nhở? Vậy Cannavaro 115. Mắc chỉ số chưa? Mắc chỉ số rồi. Mắc chỉ số luôn. Lại còn team Real nữa. Quá bú. Cộng một kèo bú cho anh em luôn. Mở mắc chỉ số luôn. Ra chốt lại mốc 800. Chúng ta thu 111 tỷ BB tươi. Cộng với này ra được Cannavaro, Kaka, Văn Đại, Kovacic, Laimer, Puyol, Lunku và một đống đây thằng thằng thủ môn này nữa, thằng Hennessy này nữa và một đống hàng phôi 109, 108 rất là nhiều luôn. Icon của Barca thì ra được Galinker. Ôi còn nhiều lắm.